Thì trái dừa mình cân bằng làm sao cho cái phần gáo nó nằm ngay chính giữa của cái mũi nhọn này ha. Đó, tốt nhất là mình đặt nằm ngang nha. Đây, cái đầu với cái đuôi nó nằm hai bên nè, mình đặt trái dừa nằm ngang để vậy ha, để cho nó cân bằng. Đó. Một tay giữ cái này, một tay thì mình nhận cái này xuống nha. Đó, giữ trái dừa lại. Canh cái phía trước này nè, với phía sau này nè, cũng cho nó cân đối ha, để cho cái này nó đúng là nó chọc vô giữa trái dừa thì nó sẽ lấy nước dễ hơn, nhanh hơn ha. Đó, bà con mình lưu ý. Đó, thao tác đơn giản, nhẹ nhàng. Nhận xuống. Ok, quá dễ dàng. Nước xuống rất là nhanh nha bà con. Đó, một trái. Sau khi mình đem cái bộ này về á, một là mình cố định lên xe, hai là lên bàn ha, thì có thể bắt ốc hoặc là mình làm sao mình cột làm kiểu gì đó cho nó chắc chắn, tại vì lúc mình nhận dở lên dở xuống á thì nó sẽ bị lung lay ha, lung lay thì nó khó làm. Đó, kéo cái này lên. Mình sẽ cố định cái này ha, bây giờ chưa cố định cho nên em tạm thời em lấy chân em giữ lại để rút trái dừa lên cho dễ. Cái thao tác lúc mình rút trái dừa lên á, bà con mình dễ nha, xoay xoay nhẹ trái dừa một cái để cho rút lên cho nó nhẹ nha. Đó, xoay nhẹ đó, vừa xoay vừa rút lên vậy nè, rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì nha. Rồi thì sau khi mà lấy nước dừa bằng cái phương pháp này á, thì trong cái ống này nó sẽ có một cái miếng vỏ dừa đó, thì đây sẽ trang bị luôn cái này cho bà con mình. Lấy cái này đẩy nó xuống bình thường, đẩy mạnh là nó rớt xuống dưới là ok rồi. Đó, trời mưa tới rồi bà con ơi, để làm xong cái này cái đã, hướng dẫn cho bà con mình biết trước nha, còn trái này để em có thời gian em thử nha. Đó, nhận mạnh xuống là trẻ được rồi, ok ha. Dạ, mình nhớ cố định cái này vô trong cái khung bàn hoặc là xe nước dừa nha. Cái này thì chạy chưa cố định cho nên nó chạy tới chạy lui, nó hơi lung lay. Đó, trẻ rất là dễ. Cái cán này mình có thể rút ra rút vô được nè. Đó, rút ra thì nó sẽ nhẹ hơn ha. Còn bình thường nếu mà dừa nhỏ mình để vậy mình làm luôn cũng được. Rồi,